Mến chào cả nhà đang xem kênh Cùng Mai Vào Bếp. Được ngày về quê thấy dạng hoa đậu biết của cô hàng xóm thích quá, nên Mai xin chủ nhà vài bông. Được cái ở quê Mai hào sản lắm, hái hết nguyên dạng cũng được, nhưng thôi mà chỉ hái vài bông là đủ để về nấu chè trôi nước rồi. Và hôm nay Mai chia sẻ đến cả nhà mình bí quyết nấu chè trôi nước tam sắc mềm dẻo, không bị cứng mà ăn lại ngon không ngán, màu sắc thì bắt mắt. Ở đây Mai sẽ dùng là bột nếp Thái để nấu chè ha. Bột nếp này chúng ta dễ dàng tìm mua ở siêu thị hoặc là ở Bách Hóa Xanh nha. Tiếp theo là 150g đậu xanh cà, đậu xanh này Mai đã ngâm và rửa sạch rồi. 150g đường mía, nửa muỗng cà phê bột nghệ, nửa muỗng cà phê muối và một ít gừng. Trước tiên thì Mai sẽ nấu đậu để làm nhân. Mai cho nước vào ngập đậu tầm nửa lóng tay. Sau đó thì Mai sẽ cho vào là nửa muỗng cà phê muối. Rồi mình khuấy cho muối tan ra ha. Mình đậy nắp lại và để lửa vừa. Và mình nấu cho đến khi nước cạn xuống ha. Lúc này chúng ta hạ lửa ở nhiệt độ thấp nhất nha. Và Mai sẽ dùng cây tán bột để đảo đều đậu lên. Sau đó thì Mai sẽ cho vào là một muỗng canh vung đường. Lúc này mình tán cho đậu nhừ và đường tan ra ha. Và mình tán cho đến khi nào thấy đậu sệt như vậy là được ha. Lúc này chúng ta sẽ tắt bếp và để cho đậu xanh nguội thật nguội nha. Và bây giờ thì Mai sẽ nấu hoa đậu biếc nha. Mai sẽ nấu một ít nước lọc, sau đó cho vào vài hoa đậu biếc. Mình đun cho đến khi nước sẽ chuyển sang màu xanh đậm là được nha. Nếu như mà cả nhà mình thích màu xanh đậm hơn thì mình có thể cho nhiều hoa hơn cũng được nha. Như vậy là đã xong rồi nè. Bây giờ thì Mai sẽ tiến hành nhồi bột. Ở đây Mai dùng 150g bột nếp. Và Mai sẽ dùng là 110ml nước hoa đậu biếc để nhồi bột. Để bột được dẻo, mịn thì chúng ta nên dùng nước nóng nha. Hoa đậu biếc vừa nấu xong Mai cho vào bột để nhào liền. Và cũng tùy vào bột mới hay cũ, tùy vào thương hiệu bột mà độ hút nước sẽ khác nhau. Thường bột cũ thì sẽ hút nước nhiều hơn là bột mới ha. Vì vậy, khi mà cho nước vào, chúng ta nên cho từ từ để dễ canh bột nha. Nếu như mà thấy bột khô thì chúng ta cho thêm nước. Và nếu như mà thấy bột nhão thì chúng ta cho thêm bột ha. Trộn bột được một lúc rồi thì chúng ta dùng tay bóp nhẹ cục bột. Nếu như mà thấy bột mềm thì chúng ta dùng tay nhồi cho đều ha. Vì nếu như mà chúng ta thấy bột trắng còn nhiều mà cho nước thêm vào nữa thì bột sẽ bị nhão nha. Trong lúc nhồi bột mà thấy bột còn khô thì chúng ta cho thêm chút nước vào. Còn nếu như mà thấy bột mềm không còn vụn bột nữa thì mình cứ nhào cho đến khi nào bột mịn không dính tay nữa là được nha. Nhồi bột cũng đã được 10 phút, khi mà thấy bột đã mịn thì Mai sẽ dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại ha, để bột không có bị khô nè. Và sau đó thì Mai sẽ để sang một bên và bây giờ Mai sẽ tiếp tục nhồi phần bột khác ha. Và lần này Mai sẽ làm viên chè màu vàng, Mai cũng sẽ dùng 150g bột nếp. Mai cho vào nửa muỗng cà phê bột nghệ. Và mình trộn đều lên ha. Tiếp theo đó thì Mai sẽ cho 110ml nước nóng vào. Và mình nhồi cũng tương tự như lúc nãy nha. Đây cả nhà mình xem, bột rất là dẻo mịn ha. Như vậy là đạt nè. Và Mai sẽ dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại và tiếp tục nhồi phần bột khác nha. Màu trắng thì Mai cũng sẽ dùng là 150g bột nếp luôn ha. Và mình cũng sẽ nhồi tương tự như lúc nãy nha.
phần bột thì Mai cũng đã nhồi xong rồi. Bây giờ Mai sẽ để bột ở đây và tiến hành vò nhân nha. Đậu xanh lúc này cũng đã nguội thật nguội và khô lại rồi nè. Để vò nhân được đều, Mai sẽ dùng cái muỗng ăn để mà múc đậu ha. Mai sẽ lấy khoảng nửa muỗng ăn đậu xanh và mình vo tròn lại. Tùy theo là mình làm viên chè to hay nhỏ thì mình cân chỉnh cho hợp lý nha. Và mình cứ tiếp tục làm tương tự như vậy cho đến hết phần đậu nha. Ở đây Mai sẽ dùng cái mâm và Mai sẽ quét một ít dầu ăn lên trên để tí nữa mình để viên bột vào không có bị dính ha. Bây giờ thì Mai sẽ tiến hành vò viên chè ha. Mai cũng sẽ dùng muỗng ăn để mà lấy bột. Mình lấy phần bột nhiều hơn phần nhân lúc nãy ha. Sau đó thì mình sẽ tạo hình, rồi mình ấn dẹp viên bột xuống. Mình ấn dẹp như vậy nè, để tí nữa mình để nhân cho dễ nha. Tiếp theo, chúng ta sẽ đặt viên nhân vào ở giữa nè. Rồi mình túm bột kín lại nha. Nếu bột có dư nhiều thì mình ngắt bớt ra ha. Rồi mình vo tròn viên bột lại là xong. Và mình cũng sẽ làm tương tự cho đến hết các phần bột còn lại nha. Mai sẽ để lại một ít bột để tí nữa Mai sẽ vò những cái viên bột nhỏ. Hoặc là khi mà làm xong á, nếu như mà bột có dư thì chúng ta cũng có thể vò viên nhỏ luôn ha. Bột đã vò viên xong rồi, bây giờ Mai sẽ nấu nồi nước để luộc ha. Khi nước đã sôi già rồi thì chúng ta sẽ cho những viên bột vào để luộc nha. Luộc cũng tầm khoảng 15 phút rồi, thì lúc này những viên bột đã nổi lên trên, tức là đã chín rồi. Thì lúc này mình nhanh tay vớt ra và ngâm vào thau nước lạnh để những viên bột không bị dính vào nhau nè. Bây giờ thì Mai sẽ tiến hành nấu nước đường. Mai dùng 1 lít rưỡi nước lọc và cho 150g đường vào. Chúng ta đun cho đường tan ra. Sau đó thì Mai sẽ vớt những viên chè đã ngâm trong cái thau nước lúc nãy nè. Mình vớt ra cho ráo nước ha. Sau đó thì cho vào nồi nước đường. Tiếp theo đó, Mai sẽ cho vào một ít gừng cắt lát. Nếu như mà cả nhà mình thích ăn gừng nhiều hơn thì mình có thể cho thêm gừng ha. Và mình nấu thêm 10 phút nữa cho nồi chè sôi lên và những viên chè lúc này đã nổi lên trên thì mình tắt bếp ha. Vậy là đã xong một nồi chè trôi nước ngon lành cành đào rồi nè. Và cũng tùy theo khẩu vị của từng gia đình mà vị ngọt của chè cả nhà mình có thể gia giảm lượng đường cho phù hợp nha. Bây giờ thì Mai sẽ múc chè ra chén để thưởng thức thôi nè. Hương thơm ngọt ngào mê ly, màu sắc thì đẹp mắt. Cho thêm những viên chè nhỏ xíu xinh xắn nữa. Rắc thêm một ít mè cho tăng thêm hương vị. Những viên chè mềm dẻo, không bị khô cứng, vị ngọt thì vừa phải. Rất là dễ ăn, không có bị ngán nha. Khi ăn, ăn cùng thêm vài lát gừng nữa cho ấm bụng.
Vậy là Mai đã chia sẻ xong bí quyết nấu chè trôi nước rất là đơn giản mà lại bắt mắt rồi nè. Cả nhà mình có thể trổ tài cho gia đình mình cùng thưởng thức được rồi ha. Mai chúc cho cả nhà mình thực hiện thành công. Nếu như cả nhà mình thích cách làm này thì ủng hộ tinh thần Mai bằng cách dành tặng cho Mai một like và đăng ký kênh, đồng thời ấn thêm cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Và bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại cả nhà ở video lần sau.